đồng hành cùng Global Citizen và Tổ chức Y tế Thế giới để ủng hộ One World Together at Home phát sóng trong thời khắc lịch sử. Chúng tôi chào đón những nhà hảo tâm, các đoàn thể, chính phủ, các nghệ sĩ và chính các bạn cùng chung tay giúp đỡ các nhân viên y tế đẩy lùi COVID-19, đồng tổ chức Lady Gaga cùng sự góp mặt của nhiều ngôi sao giải trí hàng đầu. One World Together at Home, 6:30 sáng Chủ nhật ngày 19 tháng 4 2020, trực tiếp trên K Cộng Nhịp Sống.